Đề xuất thuê nhà từ 15 m2 mới được đăng ký thường trú Hà Nội. Trong dự thảo đang lấy ý kiến, Hà Nội quy định người đi thuê mượn ở nhà muốn đăng ký thường trú trong nội thành phải có diện tích ở tối thiểu 15 m2. Hơn 3 tháng sau khi xin lùi thời gian thông qua dự thảo lần 1, Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến lần 2 vào dự thảo nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê mượn ở nhà. Dự thảo quy định người đi thuê, mượn ở nhờ, muốn đăng ký thường trú trong 12 quận nội thành phải có diện tích ở tối thiểu 15 m2, giảm 5 m2 so với dự thảo lần 1. Khu vực ngoại thành là 8 m2, 17 huyện và thị xã Sơn Tây. Diện tích nhà ở tối thiểu là diện tích được tính theo mét vuông sàn nhà cho một người thuê, mượn ở nhờ. Hà Nội lý giải, quy định nói trên nhằm cụ thể hóa quy định của Luật cư trú 2020, tạo cơ sở pháp lý để thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý cư trú, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thành phố kỳ vọng thông qua quy định này sẽ góp phần ổn định an ninh trật tự, đảm bảo đời sống an sinh xã hội của người dân. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ở một số tỉnh hoặc huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đang có áp lực gia tăng dân số cư học rất lớn. Số người đăng ký cư trú ở những khu vực này tăng nhanh và biến động nhiều ở nhóm đối tượng có chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê mượn ở nhà. Do đó luật cư trú 2020 quy định, Giao hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định diện tích bình quân chỗ ở tối thiểu khi đăng ký thường trú nhằm đảm bảo điều kiện sống cần thiết cho người dân, phù hợp với yêu cầu quản lý về cư trú và tình hình chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2013, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết số 11 quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê để được đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội. Năm 2016, Hội đồng nhân dân thành phố có nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng nghị quyết số 11 đến hết năm 2020. Nghị quyết này chỉ quy định diện tích tối thiểu với trường hợp thuê nhà, không nêu trường hợp mượn ở nhờ, không quy định diện tích tối thiểu với trường hợp thuê mượn ở nhờ để đăng ký thường trú khu vực ngoại thành. Điều 20 Luật cư trú năm 2020 quy định những trường hợp thuê, mượn ở nhờ được đăng ký thường trú khi đáp ứng các điều kiện: Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm cho thuê mượn ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó. Bảo đảm điều kiện về diện tích về nhà ở tối thiểu do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn mét vuông sàn trên một người. Ngay sau khi luật cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, nhiều địa phương đã ban hành nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê mượn ở nhờ. Đà Nẵng quy định diện tích tối thiểu là 20 mét vuông sàn trên một người đối với các phường thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê, các phường xã thuộc các quận huyện còn lại, diện tích tối thiểu là 15 mét vuông sàn trên một người. Bình Dương quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê mượn ở nhờ trên địa bàn tỉnh là 8m2 sàn trên một người.